Sau khi làm việc với Cục An toàn thực phẩm, đại diện công ty Nuskin Việt Nam khẳng định loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nuskin đang quảng cáo trên các website sau đều không phải do công ty trách nhiệm hữu hạn Nuskin Enterprise Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, nên sẽ không đảm bảo về chất lượng an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý và khuyến cáo người tiêu dùng không mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nuskin này trên các website nêu trên.